hay quá, trên sông có tát nha, đẹp lắm. Đang mưa đây. Thành phố New York về chiều đang mưa. Huế Minh đang mưa, cái cầu đẹp quá nè. Trải nghiệm mưa, thích quá, đi thôi. Đây, đẹp quá. Mưa to quá trời to luôn nhưng mà vẫn thích trải nghiệm. Các tình yêu ngủ dậy hết chưa? 6 giờ mấy sáng mà nhiều người dậy quá nè. Hơn trăm người đang xem nè. Ai đang xem, xe đi cho nhiều người xem. Ôi, cái cầu đẹp quá. Cầu đẹp quá. Trời mưa to lắm. Bên đây là 7 giờ tối rồi. Đây, đang ở trên cầu đây. Phạm Ngọc, mưa lạnh mà vui quá đi.
Lý Minh Lý, Nguyễn Minh Tuấn nói gì đây, Lê Nguyễn, Trần Văn Phúc, ok. Tới một trạm nữa rồi, trạm này không có chưa xuống được. Mọi người đang xuống trạm. Quách Ngọc Thạch, Nguyễn Đoan, mình đang Nguyễn Đoan ơi, mình đang ở New York, mình đang trải nghiệm đi xe bus, trời mưa vui quá đi thôi. Quý Trương chào em, chào Điền Bá Quân, chào Thành Trung Nguyễn, chào Lê Ngọc Hòa, chào Mông Nga, khỏe không Mông Nga ơi? Mưa ướt hết trơn rồi. Xe đi tiếp, xe tiếp tục khởi hành. Ướt trơn rồi các bạn ơi. Chào Lê Quốc Tuấn, chào Trần Minh Trung. Nguyễn Minh Tuấn nói gì đây, Hoa Quyền. Trời ơi trời mướt nha em, mà Hoa Quyền ơi, được khen sướng quá đi thôi. Chào Hứa Võ. Mưa hả chị, đang ở New York, Hứa Võ ơi. Ngô Lê Hải Mây, Quý Nguyễn, Minh Hoàng. Kiều Sương nói gì đây? Có gì? Có, à có rồi hả? Trời ơi sao nó hay dữ vậy trời. Sao mà cái trà tăng cân, trà giảm cân này, tôi nói thiệt nha mấy bạn ơi, tôi không có là quảng cáo cho cái hãng này, mà sao mỗi lần livestream là cứ tát cho tôi không hiểu nổi luôn á. Có ai biết cách nào mà chặn giúp cho Việt Trinh với? Trời ơi, nhiều nghệ sĩ bị lắm chứ không phải mình nữa. Hay thiệt luôn á. Mà các bạn ơi, mình không có quảng cáo cho cái trà này nha các bạn. Ôi đẹp quá. Mấy hôm nay qua đây trái giờ ít có livestream được lắm, tại vì bên đây 7 giờ tối là bên mình mới có 6 giờ sáng à, cho nên Trinh khó livestream á. Bên đây mang rất nhiều kính đẹp qua đây mà chưa có like được, tức ghê luôn á. Phương Châu cảm ơn em, chào Văn Anh Phạm. Ở New York á Văn Anh Phạm ơi. Chào Huỳnh Tuấn Kiệt, chào Tommy Huỳnh. Dạ không lạnh lắm à Tommy Huỳnh ơi, không lạnh lắm. Trời mưa nhưng mà cũng không lạnh lắm à. Sương Nguyễn, Phạm Thu Thi, chị đang ở New York. Sương Phương Vũ, Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Minh Hoàng Dương. Cảm ơn anh Lê Quốc Tuấn. Chào Long Phi Ly, chào Huỳnh Trinh. Trinh đang ở New York bạn ơi. Cầm gì? Cầm y vậy. Dùng với bản cho. Rồi. Đẹp quá đi thôi. Trần Huỳnh Triều An. Cầu đẹp quá đi. Chào Đoàn Tuấn. Chào cô Nương, chào Thảo Ngọc, chào Thu Nguyễn, chào Thanh Phương, Long Phi Ly. Mưa to quá à, nhưng mà vui, trải nghiệm vậy vui quá. Nếu mà không mưa thì cảnh nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ trong hơn, nhưng mà mưa thì nó cũng có cái hay của mưa đúng không các bạn? Mưa thì cũng có cái hay của mưa.
tim nhiều thích quá vậy ta. Chào ngủ rằng, chào Dương Nguyễn, chào heo đáng ghét, chào Phương Châu, chào anh Hoàng. Ê cảnh nè các bạn, chào Minh Hoàng Dương, chào Bích Ngọc, chào Bình Ngọc chứ, chào Nguyễn Hoài Phong, chào Hoa Duyên, chào Thanh Phan, Hòa Hiệp, chào Hoa Hồng, Mông Nga. Đúng rồi, Mông Nga, trời mưa, trời mưa các bạn ơi, trời mưa, kệ đi, mình đi trải nghiệm. Mà thiệt nha, mình càng lớn tuổi là mình càng thích trải nghiệm những cái hoàn cảnh như thế này, cảm thấy thích thú vô cùng. Chào Gấm Nguyễn, chào con, Hoa Duyên, Nguyễn Hoài Phong. Ừ, cảnh đẹp lắm Phong ơi. Tùng Nguyễn, Lê Mỹ Phương, Mai Thị Trúc Giang, Phương Châu, Thế Ngọc. Đẹp quá, cái cầu đẹp các bạn, trời mưa to lắm các bạn. Ồ, cái cầu đẹp lắm. Nhìn qua bên đây, bên kia mưa mà mưa mờ luôn á. Chào Thiện Mỹ, chào Diện Phạm, chào Phan Lê, Phan Lệ, Lý Mai Lý, Thi Nguyễn, Rose Phan. Ôi đẹp quá, cầu này đẹp các bạn. Nãy như mình đi ngang rồi sao á. Chào Văn Anh Phạm, chào Nhung Trang. Đẹp không Thi ơi? Nhìn qua bên đây, cái cầu bên đây mà mưa mờ quá chú không thấy rõ. Cầu này đẹp quá, cảnh đẹp lắm. Châu Nguyễn ơi, Saya Nguyễn, Bảo Ngọc, Yuri Quỳnh. Trời mới ngủ dậy hả cưng? Phương Nguyễn, chào Hào Hiệp, Lê Hồng Đào, Hòa Phạm, Thế Ngọc, Cấm Nguyễn ơi. Chào chị Diễm, chị Diễm mới ngủ dậy hả? Chào Phương Trang, mưa quá chị Diễm ơi. Chào Huy Nguyễn, chào Lê. Đây, cái cầu đẹp lắm. Đi Trần, Linh Nguyễn, Nguyễn Phong, Oanh Nguyễn. Vô phố chật hẹp rồi.
ngủ dậy, chúc ngày an lành nha, chúc các tình yêu ngày an lành nha. Vũ Thí Hoàng chào em, Rebecca Nguyễn. Ờ đúng rồi đó em. Nguyễn Tuấn Phát. Mình đi chơi bạn ơi, mình đi chơi hè ở đây á bạn. Mọi người like, share, livestream cho vui nha. Bảo Thiên Kim, cảm ơn bạn Bảo Thiên Kim, Thúy Diệp, Mẫn Nguyễn. Mỗi đất nước có một cách xây dựng khác nhau ha, mỗi cái quy hoạch khác nhau. Ở trong New York thì rất là chật, rất là kẹt xe luôn á, đi ngán luôn á. Kẹt xe mà đi ngán luôn á các bạn. Ai đã từng ở New York rồi sẽ biết, rất là kẹt xe, rất là ngán. Nguyễn Thuyện, Nam Phương, Mai Nguyễn. Cảm ơn bạn nha. Văn Anh. Dạ, cảm ơn bạn Thiên Trang, chị ở chợ New York em. Chào Đạt Lý. Lạnh hai tay rợp hết trơn luôn á. Mà công nhận á, cái con đường hẹp hẹp không mà xe bus chạy hay thiệt luôn á. Len lỏi hay thiệt luôn á. Quẹo đồ cũng hay thiệt luôn á. Mưa ướt hết trơn. Nhưng mà này bây giờ đỡ mưa hồi nãy rồi. Hồi nãy lên trên kia đó, mưa quá trời. Dạ, dạ, đi chơi hè. Các bạn mình đi chơi hè. Chào Mộng Mộng. Chào bạn Vũ Cảnh. Dạ. Chào Vũ Cảnh cưng. Ôi công nhận xe bus chạy hay thiệt chứ. Đường chật như thế mà xe bus chạy hay thiệt. Cảnh đây đẹp nè. Đi trời. Đẹp quá, cái tàu này đẹp quá. Mấy tàu này cổ kính dễ sợ luôn nè. Cao chất, chất phót luôn. Chào Thái Hòa, chào Xuân Nguyễn, chào Xuân Quang, chào Kiều Anh, chào Trịnh Tú Trung, em trai yêu dấu. Đây. Thôi cái tàu này đẹp quá. Đỏ đẹp quá, này chắc lâu lắm rồi. Cao chót vót. Tàu này đẹp quá. Chào Trần Thành Trung. Mộng mộng cảnh đẹp lắm Mộng ơi. Chào Nhân Nguyễn. Chở New York em. Chào Thanh Tâm, chào Tú Hạnh. Đây, vô trung tâm rồi các bạn. Vô lại trung tâm rồi. Zara kìa. Zara. Vô gần trung tâm rồi.
chuẩn bị đi làm chưa? Các tình yêu chuẩn bị đi làm chưa? Thì bên Việt Nam là gần 7 giờ sáng rồi. Vậy mà cũng gần 200 người xem, thích thật chứ. Mọi người share là có nhiều người khác biết để xem hả? Ôi đẹp quá nè. Đây là chỗ tòa tháp đôi hồi xưa nè các bạn. Các bạn ơi, chỗ tòa tháp đôi hồi xưa năm cách đây mười mấy năm ấy kìa. Giờ ta xây dựng chỗ này để làm chỗ tưởng nhớ các bạn. Chỗ tòa tháp đôi á. Đây. Tòa tháp đôi hồi xưa á. Đó đó hả? Cái nhà đó ngộ ha. Nãy mình nói đi ngang tòa tháp đôi với các bạn. Cảm ơn Mô Tô Cường nha. Nguyễn Văn Trung chào bạn, chào Quyền Lực, chào Limeli nói gì đây. Ok Yên Bình. Trời mưa đó Yên Bình ơi. Đoán Nguyễn, cảm ơn bạn rất nhiều. Vũ Nguyễn, MC Lâm. Đi với gia đình em ơi, Hòa Quyên. Đây. Trời chuyển mưa, mưa mịt mù. Nãy giờ mưa lớn, giờ bớt chút xíu. Lê Phương đúng rồi, đẹp lắm em. Tới chỗ đáp rồi. Ok. Thôi bây giờ gần tới chỗ đáp rồi. Việt Trinh chúc các tình yêu một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc nha. Một ngày đầy ắp tiếng cười nha. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nha. Yêu các tình yêu nhiều lắm. Đường phố New York thì rất là nhà, rất là đông xe, rất là kẹt xe. Nếu mà mình đi mình trừ hao kinh khủng lắm. Mới đi tới ví dụ như là đi nửa tiếng mới trừ hao một tiếng mới được. Và đó là không phải là giờ cao điểm á, giờ cao điểm kinh khủng nữa. Shopping thì hình như 8.5% thuế các bạn, mà cũng không có hoàn thuế nên là shopping đây cũng mắc. Cho nên là window shopping không mà chứ cũng không mua sắm gì nhiều. Được cái là mình trải nghiệm một cái thành phố hiện đại của Mỹ. Thật ra có những cái ngôi nhà này mình thích nè. Các bạn thấy không? Mấy cái ngôi nhà này chắc xưa lắm nè. Tôi thấy đẹp quá trời luôn, chắc xưa lắm nè các bạn. Rất là xưa luôn á. Rất là xưa. Lại có cái cầu thang ở ngoài nữa nè. Giống mấy cái phim mà mình xem vậy đó. Cầu thang sắt đi phía ngoài á. Cho mình cũng vẫn còn những cái tòa nhà kiểu xưa mà rất là đẹp. Đó Đỗ Thành Dũng, New York là thành phố thương mại mà
toàn là nhà cao tầng không, nhưng mà Trinh thấy rất là đẹp. Đây, tính cúp mà thấy cảnh còn đẹp quá. Lawyer Rose Diệp Ngô, ồ đẹp lắm bạn ơi. Trinh thấy có những cái tòa nhà nó còn cái cầu thang sắt ở ngoài như hồi xưa mình coi mấy cái phim xưa cũ gì đó, thích lắm kìa, rất là đẹp. Tạm tạm bớt mưa rồi, tạm tạm bớt mưa rồi. Tóc ướt hết rồi. Tạm tạm bớt mưa mà tóc ướt hết rồi các bạn ơi. Cái nón trên ướt hết luôn rồi. Đây, chuẩn bị về đêm. Đẹp không Mộng ơi? Cảnh đẹp ha. Đoạn nào mà cảnh xấu quay coi mặt Trinh đỡ nha. Nè, mấy cái cầu thang Trinh nói nè đó, mấy cái nhà có cầu thang ngoài á, nhiều lắm luôn á, bên đây nhiều lắm, lâu lắm mà Trinh mới thấy lại được á. Đó, mấy cái cầu thang bên ngoài nè các bạn. Lâu lắm rồi mới thấy lại được mấy cái nhà có cầu thang nè. Đó các bạn thấy không? Cầu thang bên ngoài nè. Đó, nhìn rất là thích. Trinh nhìn Trinh thấy lạ lắm. Mấy đứa mà quá công tử như thế. Ok thôi, giờ Trinh mới bye các bạn nha. Chúc các tình yêu một ngày làm việc vui vẻ hạnh phúc nha. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Bye bye.